ổn định. Tại vì tôi cũng có cái nhà ở Bình Tân, tôi sẽ cùng người đó đồng hành tới suốt cuộc đời. Nhưng mà khi đã là vợ chồng chung mảnh rồi thì phải có chung tiếng nói, trong tình cảm là phải nghiêm túc. Lời đầu tiên Mảnh Ghép Yêu Thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, Mảnh Ghép Yêu Thương chào chị. Dạ, tôi chào Mảnh Ghép Yêu Thương và trân trọng chào các cô chú, anh chị em trong nước và ngoài nước. Tôi tên là Từ Hải Yến, sinh năm 1959, 64 tuổi, ở quận Bình Tân. Tường Hải Yến. Dạ. Dạ, chị Yến 54 tuổi. 64. 64 tuổi. Sinh năm 59. 64 tuổi đến từ Bình Tân. Dạ. Rồi, tình trạng hôn nhân của mình như thế nào chị? Dạ, tình trạng hôn nhân của tôi cũng ly dị hồi còn trẻ, cái năm 27 tuổi. Ừ. Cũng lâu rồi, khá không chung tiếng nói. Là anh ta gia trưởng quá, tôi thấy không hợp, tôi bỏ đi tới giờ luôn, không có giấy kết hôn gì hết. Có nghĩa là gia trưởng quá, chị chủ động đúng bỏ đi. Đúng rồi, gia đình khắc khe quá, cái tôi thấy cảm thấy không ở được, cái tôi bỏ đi. Nhưng mà họ không có cho đi. Lúc đó tôi cũng là mang 7 tháng bầu mà tôi chấp nhận tôi bỏ đi. Có nghĩa là chị bỏ nuôi đi. Con tới ngày nay luôn. Dạ. Chị đi lúc đó chị cũng còn khá là trẻ ha. Dạ, có hai mấy tuổi à, có 27. Rồi từ đó tới nay chị có quen được mối tình nào khác không? Dạ cũng có nhiều nhưng mà không hợp. Tại vì đã từ đầu đã cho tôi có cái thành kiến trong đầu rồi. Thì tôi thấy đàn ông tôi sợ là họ gây phiền phức cho cuộc đời mình, nó mất thời gian. Cho nên từ đó tôi cứ cắm cúi lo làm ăn, là để kiếm tiền nuôi con cho lớn. Mà tôi được một đứa con gái, rồi... nay nó cũng có gia đình rồi. Nguyên do gì sao mà hôm nay chị không còn sợ nữa? Tại vì tôi chỉ có một đứa con gái, thì nó có gia đình, nó phải lo chồng con nó. Thì năm nay tôi 64 rồi, thì tôi nghĩ rằng vài ba năm nữa, nếu mà tôi mỗi một năm đi xuống, sức khỏe nó yếu, tôi phải kiếm một người có nửa mảnh ghép còn lại, là ông ngã thì bà nâng, thì bà bệnh thì ông chăm, vậy thôi. Cho nên từ cái suy nghĩ đó tôi phải thay đổi, tại vì bây giờ tôi nghĩ là thời buổi này 4.0 phải thay đổi tư tưởng, chứ không thể quan niệm cái tư tưởng xưa nữa. Có nghĩa là mình phải thay đổi cái tư tưởng, phải thay đổi luôn cả cách sống. Dạ đúng, tại vì mình không có trông vào con cái được, nó có cái gia đình của nó, có một đứa nó đâu có lo cho mình được. Mình nên, muốn tìm cái mảnh ghép để cùng mình xây dựng cái hạnh phúc, và cũng là cùng nhau chăm sóc ở cái tuổi xế chiều. Đúng rồi, đồng hành hết cuộc đời luôn. Đi suốt cuộc đời luôn, tức là cái người đó là phải, cái trước tiên là phải, nửa mảnh ghép còn lại phải có cái đạo đức trước tiên. Tại người có đạo đức thì cái gì nó cũng được hết trơn. Cái đạo đức. Hai nữa là có điều kiện, là đừng có gia trưởng. Còn vấn đề mà rượu thuốc ít thôi, chứ đừng có lạm dụng quá. Tại vì cái tuổi mình lớn rồi, lạm dụng quá nó bệnh. Rồi bây giờ chương trình có cái điều lệ phải hỏi tất cả mọi người. Dạ. Thì chị có quyền chấp nhận và không chấp nhận. Dạ. Chị có đồng ý cho Mảnh Ghép Yêu Thương sử dụng hình ảnh của chị để đăng lên mạng xã hội hay không? Dạ, có. Mọi thắc mắc khiếu nại của gia đình chị, của con chị cũng như chính bản thân chị, sau này kêu Mảnh Ghép Yêu Thương gỡ cái video này hoặc là tháo cái bài đăng này ở Facebook xuống là không được. Dạ. Chị có đồng ý không? Dạ.
chị có đồng ý hay không? Dạ, đồng ý. À, tức là mình đồng ý đăng là đăng luôn, phải không? Đúng rồi, không có gỡ được. Dạ, trừ khi là có nửa mảnh ghép còn lại. Không gỡ được luôn. À, có nghĩa là đăng lên là nó nằm trên đó. Sau này chỉ có mảnh ghép rồi, nó vẫn nằm yên trên đó và cũng không ai làm phiền chị cả. Dạ. Nhưng mà không có gỡ được. Dạ. Cũng không ai, ví dụ như người ta điện tới, ta muốn kết nối với chị thì chương trình báo là đã có rồi. Dạ. Thì xong thôi, không có liên quan gì nữa. Dạ. Ừ. Chị có đồng ý không chị? Dạ, đồng ý. Chị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm lời nói của mình trước pháp luật. Dạ. Rồi. Rồi hôm nay chị tới với mảnh ghép yêu thương. Chị muốn mảnh ghép yêu thương tìm cho chị một nửa còn lại, đúng không? Dạ. Chị muốn tìm một nửa còn lại, cái mẫu người đàn ông như thế nào mới hợp với cuộc sống của mình? Tôi muốn tìm nửa mảnh ghép còn lại, cái điều thứ nhất là người phải có đạo đức. Quan trọng là cái đạo đức. Đạo đức. Dạ. Cái đó là cái điều kiện ổn định. À, tại vì tôi cũng có cái nhà ở Bình Tân, là phải có điều kiện và ổn định trong cuộc sống. Tôi sẽ cùng người đó đồng hành tới suốt cuộc đời. Nhưng mà khi đã là vợ chồng chung mảnh rồi thì phải có chung tiếng nói. Trong tình cảm là phải nghiêm túc. Tại vì khi vui thì tôi hài hước, tôi nói vui lắm. Tính tôi rất là vui. Nhưng mà khi tôi buồn là tuyệt đối là tôi không nói chuyện. Tại vì nói ra là chỉ gây lộn thôi, nói lại. Chị giận có lâu không? Dạ. Chị giận có lâu không? Tùy nửa mảnh ghép còn lại, biết cách vuốt ve hay không, biết cách chữa hay không. Tùy cái người đó, chứ tôi thì tôi hay thầm kín lắm. Cái gì tôi ít có bộc lộ ra. Nhưng mà khi chị giận bao lâu chị mới nguôi? Tôi giận bao lâu hả? Thì tùy nửa mảnh ghép đó biết lựa lời nói hay không thôi. Chứ tôi là cũng dễ dãi. Là tùy lựa lời nói, à em ăn cơm chưa, hay là em hồi trưa anh có nói gì thôi bỏ qua, anh hơi nóng là bỏ qua liền. Thách thức liền. À, mà không nói là giận hoài. Giận hoài luôn. Giận hoài mà cũng bình thường, nhưng mà cái vấn đề đó nó làm như nó hơi phai lò, nó lệch lạc. Nó lệch lạc. Tình cảm. Dạ. Đây làm như cái bữa cơm nó không còn mặn. Dạ, mà nó thiếu đúng. Nó thiếu mắm thiếu muối vậy đó. À, thiếu bột ngọt. Dạ đúng rồi. Thiếu bột ngọt đi cho nó ngọt ngọt, nhưng dạ, mắm muối mặn lắm. Thiếu bột ngọt cho nó ngọt. Ừ. Dạ. À, bột dạ, ngọt cho đường, nó ngọt. Dạ. Làm như cái tô canh nó quên đi bột ngọt. Dạ. Rồi. À, chị còn cần gì nữa? Anh đó sao? Đạo đức nè, có công việc làm ổn định. À, điều kiện biết yêu công thương việc gia đình. Ổn định. Rượu chè. Dạ. Rượu thì biết uống thôi chứ không lạm dụng, tức cà là phê, thuốc lá. Cà phê, thuốc lá, rượu, tức là sử dụng đúng chỗ, tức là tiệc tùng hay là có bạn bè. Tại vì bây giờ cái tuổi này trở đi thì uống chỉ là bệnh thôi, uống nhiều bệnh thôi. Thì mình có cái vấn đề ngoại giao hay là có bạn bè thì mình uống để giao thiệp, trong công việc làm ăn thì ok. Tôi không cấm, nhưng mà bản thân tôi cũng biết uống đó. Hồi xưa uống dữ lắm, bây giờ là hạn chế tối đa luôn. Từ khi Covid tới giờ là tôi bỏ luôn. Giờ Covid tới giờ tôi làm như là tôi đi làm công ty đó, rồi nói với khách nhiều quá, làm như là nó bị ảnh hưởng. Chị ở Bình Tân á, hiện giờ mình làm công việc gì? Dạ tôi đi làm công ty. Công ty. Dạ. Chị nay 64 tuổi vẫn còn đi làm công ty. Dạ. Chị làm lâu chưa? Làm cũng cả năm nay, tại vì quen. Mới cả năm nay hả? Dạ. Ủa mà công ty nào mà nhận tuổi cao dữ vậy? Tại vì nói chung tôi vô đó thì không ai nói tôi 64. Mà làm thì làm cái vấn đề là tư vấn khách. Đúng nhưng rồi. Mà tôi là có cái kinh nghiệm, tại hồi xưa tôi cũng làm ăn ở ngoài xã hội á. Về hụi hàng thì tôi
ngoại giao rất là nhiều, cho nên là người ta thấy mình có cái lĩnh vực đó. Là chị 64 tuổi thì chị cũng còn trẻ mà. Dạ, là cho nên từ cái chỗ đó đó là trong công ty là về nữ là tôi lớn tuổi nhất nhưng mà lại vui nhất luôn. Ở trong công ty chị không tìm được một anh nào hả? À, trong công ty thì có cái quy luật là làm việc chứ cũng ngăn cấm cái vấn đề tình cảm. Ủa, sao vấn đề ngăn cấm thì cũng đúng nhưng mà vấn đề là mình không có thích, tại vì công việc ra làm việc nhưng mà quen ở ngoài thì thấy nó không có hợp với nó, không nó thiếu cái chân thật, không có thích. Đúng rồi, chị nói như vậy thì được chứ công ty nào mà ngăn cấm tình cảm được. Cái ngoài trong cái giờ làm việc có nghĩa là mình không có sử dụng, mình không có thể thể hiện tình cảm ở trong cái công việc được, nhưng mà đi ra ngoài khỏi công ty mình vẫn là có tình cảm mà. Công ty nào mà lại cấm người ta có tình cảm đó? Nhưng mà cũng có quen nhưng mà không có thích hợp, cái tánh tình không có thích hợp. Còn những người thích hợp thì mình thấy là không đến với nhau cũng chẳng đi tới đâu thôi. Tốt hết là không quen, đến đây nhờ mảnh ghép yêu thương là tìm giùm. Tại vì như vậy thì khi người ta muốn đến đây, khi người ta đến đây người ta có cái sự cân nhắc kỹ lưỡng người ta mới đến đây quay hình. Ngoài giờ làm việc cực nhọc ra đó, chị có thường đi đi đâu chơi không? Ở quận Bình Tân có nhiều cái tụ điểm chơi. Dạ có. Hát hò rồi. Chính công ty cũng có những cái bộ máy mà mỗi một tầng vậy là có một bộ, là công ty cũng mấy tấm là nhân viên đầy đủ, thì cũng ca hát. Ăn cơm xong cái bắt đầu chị em tụ lại là bắt đầu ca hát. Đúng rồi, xả stress mà. Mà trong trong đó là tôi là vui nhất. Vừa ca mà vừa nhảy, tính nhảy cách luôn. Quậy cho nó sôi động không quậy khí. Quậy lên ha. Dạ. Cách cũng xì tim chút ha. Thì như vậy là mới có cái sự là không khí phấn chấn giữa chị em, mới có cái sự khăng khít đoàn kết với nhau. Làm chung mới thấy cái vui vẻ. Nếu mà như vậy thì chắc chị thích hát những bài nhạc trẻ ha. Nhạc trẻ thì ca thường hơn. Nhạc hải ngoại thì bolero rồi. Cũng có. Nhưng mà chị thích hát những dòng nhạc nào? Thì tùy, ví dụ như bạn trẻ thì mình ca nhạc trẻ. Còn mấy cái tiệc ở ngoài thì yêu cầu khán giả, khán giả yêu cầu gì mình ca nấy. Yêu cầu luôn bolero. Bolero biết nhưng mà ít ai yêu cầu bolero, người ta muốn sôi động người ta đấy. Chị Yến chị cứ lên quậy và rồi giờ... không khí lên. Chị Yến nè, hôm nay chương trình yêu cầu chị hát bolero. Bolero. Bolero thì cái bài Nhật ký đời tôi. Nhật ký đời tôi, chị thích nhất bài đó? Cái bài đó là bài ruột. Bài ruột luôn. Dạ. Rồi thôi bây giờ vậy đi. Để thay đổi không khí nói chuyện với hai chị em mình ha. Dạ. Chị mảnh ghép yêu thương thay mặt cho quý vị cộng đồng mạng thân mến, yêu cầu chị Yến trình bày một nhạc phẩm bolero Nhật ký đời tôi. Dạ. Rồi xin mời chị Yến. Bây giờ hát hay không bằng hay hát. Đúng rồi. Tại vì lúc này cái tiếng nó hơi bị viêm mũi. Đúng, nó cũng rồi, hơi lạc lạc chút. Chị cũng 64 tuổi rồi. Nhưng mà vẫn còn đam mê âm nhạc. Cái niềm âm nhạc nó đang cháy bỏng ở trong lòng mình. Tại vì mỗi khi tôi buồn á, là tôi có nhạc, tôi ca nhạc là tôi hết buồn. Là chỉ đi ngủ là hết. Yeah. Chứ rồi, còn giờ... không có cái gì mà nó nguôi ngoai được hết chứ. Rồi bây giờ mình làm luôn đi. Nhật ký đời tôi. Rồi bây giờ vô ha. Rồi vô, 1, 2, 3, vô. Ngược thời gian chưa về quá khứ, phút giây tràn lòng. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình, chỉ còn lại con số không. Ai thương ai rồi, và ai quen nhau rồi,
chồng phục cuộc đời tương lai trả lời thôi. Hay quá. Chồng chị cũng truyền cảm lắm đó nha. Hát hay lắm này là. Chỉ bởi vậy người ta yêu cầu chị là đúng, hát hay. Là bolero ít ca nhưng mà chỉ ở nhà ca mình thôi. Còn trong công ty hay là đi tiệc tùng á, là bạn nào ở đâu cũng biết á, là chị Yến mới vô tiệc à, một hai bài đầu là xô lên ca, tạo không khí, nhưng mà biết tiếng Hoa luôn nha. Tiếng Hoa hả? Bây giờ làm cái bài tiếng Hoa nổi tiếng đó đi. Là mấy cái bài Hoa đó là có người thích, cũng như là mấy cái bài mà người đến từ Triều Châu á, hay là song ca là ok luôn. Thôi bây giờ làm khúc người đến từ Triều Châu tiếng Hoa đi. Để cho các anh, nhiều khi các anh người Hoa ta nghe. Vậy hả? Dạ. Rồi mời chị. Người đến từ Triều Châu. À, Triều Châu. Người đến từ Triều Châu ha. Tại vì cái bài đó nó phổ biến thì. Hay lắm á bài đó. Nói chung ai cũng thích nghe. Đúng rồi, tiếng Hoa hay lắm. Duyên xuân miền chiến sáng chủ trì tình. Lấy trong mông lối diễn sĩ ca dịu trang cắm sang cõi tiên phù lý chín sâu phong y hằng phù lý yết sang yết say bắt cho chành y trang chín lô na pa si hình hay mơn trang lòng thành hay hóa quân si dù vũng trông cam ngồi cam hành xí mài xí hăng can chỗ hay tròn chung vui duyên có mình giá sang tu ta phênh hoa xì tiêu chiều nắng. Hay quá. Em nghe giai điệu thì hay chứ em không biết gì hết. Thì cái đó là nó đúng tông luôn. Cái đó là tiếng Quảng. Còn tiếng phổ thông là của Đài Loan, nó khác nữa. Rồi. Nhưng mà ca cái bài đó là nó phổ biến hơn. Rồi, thôi bây giờ chị em mình trả lời ha. Dạ. Chị đã xem được những cái video nào trên Mảnh Ghép Yêu Thương? Chị đã chấm được cái chú nào trên đó chưa? Dạ, có xem, gần đây mới xem. Chừng trên tuần nay thôi. Mới xem cái chương trình của anh thì nói chung thì chưa chấm được người nào, tại vì cũng có nghe trong chương trình giới thiệu qua thôi, là gì mà Việt Kiều có, trong nước cũng có, nhưng mà tôi nghĩ là tùy duyên thôi. Người ta, ông bà có cái câu là hữu duyên thiên lý và năng tư ngộ, vô duyên đối diện là bất tương phùng. Đúng không? Đúng rồi. Cái gì cũng tùy duyên, mình muốn cũng không được, mà không muốn biết đâu nó đến liền. Đó, cho nên tôi nghĩ là Mảnh Ghép tìm cho tôi một người là theo cái yêu cầu của tôi vậy thôi. Chứ tôi không có ý kiến gì hết. Vậy là chị quyết định nhờ Mảnh Ghép giúp chị tìm cho đúng cái đối tượng để thích hợp với cuộc sống của chị. Dạ. Phải không? Cái độ tuổi là chị muốn tầm cỡ khoảng nhiêu? Bằng tôi 72 đổ lại. 72 đổ lại tới 64. Dạ. Tại vì những cái tuổi này là cuộc đời đã qua hết kinh nghiệm rồi. Thì bây giờ còn cuộc đời còn lại chỉ là sống để hưởng thụ an nhàn hết cuộc đời này thôi. Cho nên á, những cái tuổi này á, họ nằm trong những cái kinh nghiệm tình trường gì cũng đã qua hết, cho nên họ rất là biết cách sống. Đồng thời tôi nghĩ rằng á, khi mà hai người và chung sống đồng hành á, thì phải có một cái tiếng nói chung, tại vì trong tình cảm tôi rất là nghiêm túc. Rất nghiêm túc. Mà tôi trong cuộc sống tôi vui tươi lên, tôi rất là hài hước luôn, cười hoài. Nhưng mà đừng chọc giận là im lặng luôn. Đúng rồi. Chứ anh ta làm gì thì tôi làm nấy. Chọc giận là nghỉ chơi luôn. Không nghỉ chơi nhưng mà không nói, có cái tính không nói. Ở đâu cũng vậy, tại vì quen. Người ta phụ nữ nói nhiều ha,
nhảy đùng đùng, tôi ngược lại hoàn toàn. Chiến tranh lạnh đó, tôi không nói. Với cái lối trình bày của chị, cái cách sống của chị thì anh ghép yêu thương rất trân quý ha. Chị nói chuyện rất là hay, hát cũng rất là hay luôn. Tình kinh nghiệm, tình trường rồi cuộc sống hiện tại nó cái đó là thật, rất là thật. Ok, coi cuộc sống mà hạnh phúc với nhau nó cần đòi hỏi đủ thứ yếu tố trong đó, chứ không thể nào một hai yếu tố mà xây dựng được cái hạnh phúc. Mảnh ghép yêu thương sẽ cố gắng hết sức mình để giúp cho chị Yến có được một cái nửa mảnh ghép phù hợp với cuộc sống hiện tại của mình. Dạ. Và cũng cầu chúc cho chị sớm ngày đạt được như sở nguyện. Bây giờ chị còn muốn nói gì nữa không? Chị có cái gợi ý nhỏ nhỏ nào để gửi đến cho các anh, các chú chuẩn bị đến với cuộc đời chị không? Dạ có. Yến mong rằng các cô chú, anh chị em trong nước và ngoài nước, nếu mà đã xem được cái chương trình của Yến rồi, thì nếu có thiện cảm thì mấy anh cảm thấy phù hợp với những cái điều kiện hay hoặc là cái tính tình của Yến vừa trình bày, thì mấy anh cứ mạnh dạn tới làm quen. Tại vì nói chung thì thành thì càng tốt, không thành mình cũng coi như xem như là bạn, phải không? Tại vì trên cuộc đời này có một người bạn vẫn tốt hơn có một kẻ thù, đúng không? Rồi. Thành thử ra là Yến sẵn sàng cùng đồng hành với những người nào đến với Yến. Yến là một người là đã từng trải làm ăn, chẳng qua là thất bại, xưa cũng là chủ đó, chẳng qua là thất bại thôi, thì sẽ đồng hành. Anh đi tới đâu là em đi tới đó. Dạ vậy. Tại vì có đứa con nè, nó cũng lo gia đình nó được rồi. Rồi thì... bây giờ chị Yến chào quý vị khán giả. Dạ. Cái chị em mình kết thúc ha. Bây giờ cuối chương trình thì Yến xin cảm ơn mảnh ghép yêu thương anh Minh Hoàng, và cũng chân thành gửi lời chào các cô chú, anh chị em trong nước và ngoài nước, là xin chào. Rồi, Minh Hoàng mảnh ghép yêu thương cũng cảm ơn chị Yến đã đến với chương trình, và cũng thay mặt quý vị, bà con, cô bác, cộng đồng mạng cũng gửi lời cảm ơn đến chị Yến ha. Yeah. Trước khi kết thúc chương trình mảnh ghép yêu thương, cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.